lại quý vị với phần biểu diễn nhảy aerobic của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục dành cho đơn vị chủ nhà của chúng ta một tràng pháo tay lớn hơn. Now yeah, xin mời. Một tràng pháo tay trên câu lạc bộ aerobic Hà Nam.